MC có mời doanh nhân Trần Nhân đã sáng nay cũng mở Zoom và đọc sách cho chúng ta. Cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm đã gieo hạt rồi. Với cái tấm lòng yêu thương của mình ha, gieo hạt giúp đỡ rất là nhiều anh chị biết câu lạc bộ. Và gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom. Sáng nay mình cũng lựa chọn cái sự phát triển, nuôi dưỡng những hạt giống tốt đẹp để mình có thể thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình. Bây giờ thì trước khi vào chương trình, thì với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau rắc bụi phép màu cho buổi Zoom. Hay còn được gọi là chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định về kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong buổi Zoom này trước khi bắt đầu nha chị nha. Y chang như là ngày hôm nay chúng ta đọc đúng không ạ? Danh sách nhiệm màu. À, các anh chị cứ hình dung tưởng tượng nó đã xảy ra rồi. Và kết quả các anh chị nhận được là cái gì? Vũ trụ sẽ sắp xếp cho một trật tự linh thiêng giúp cho các anh chị có được đúng những cái gì mà các anh chị hình dung tưởng tượng trong tâm trí nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại nha. Rồi, cảm ơn cả nhà của mình ha. Ok các chị, ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua cái ngày thứ 18. Danh sách nhiệm màu có nghĩa là đây là cái thói quen số 18 các chị nha. Chúng ta đã đi qua ngày hôm nay là 18 cái thói quen rồi. Và các chị nhớ rằng là những cái thói quen này á, mỗi ngày mình học cái mới thì mình mỗi ngày sẽ đều ôn lại, cũng như là các chị phải nuôi dưỡng lại những cái thói quen cũ. Làm sao để mình biến 18 thói quen này trở thành cái lối sống của mình mỗi ngày luôn nha các chị, mình phải biến nó trở thành lối sống nha. Diễm ôn lại chút xíu để cho khi mà chúng ta mà qua cái thói quen mới ngày hôm nay, đó là đầu tiên mỗi ngày thì các anh chị phải luôn luôn học cách biết ơn với những gì mình đang có đúng không ạ, trong khi theo đuổi những điều mình mơ ước. Đây là thói quen thứ nhất. Quan thứ hai đó là chúng ta mỗi ngày sẽ tập trung ghi nhận lại những cái phút lành và những cái thành công, những cái điều tốt đẹp mình đã được nhận trong ngày hôm nay. Cái gì mà các anh chị tập trung thì cái đó mở rộng. Cứ mỗi cái sự kiện đến mà các anh chị cho đi cái tình yêu thương và lòng biết ơn thì các anh chị sẽ tạo ra những cái sự kiện mới, thu hút những cái thành công hơn, những cái điều tốt đẹp hơn đến với cuộc đời của mình. Nên đó là thói quen thứ hai. Thói quen thứ ba là mình cần phải biết rằng là những cái con người xung quanh của mình là để yêu thương nha, nên là mình sẽ nhìn là mọi người với cái tình yêu. Bây giờ con người các anh chị là để yêu thương chứ không phải là cái con người để mà mình cảm thấy sợ hãi, mình cảm thấy không vui, không thoải mái, không hạnh phúc nữa nha. Bởi vì những mối quan hệ xung quanh cũng là cái cơ hội để giúp cho mình, cuộc sống của mình thu hút những cái điều tốt đẹp. Tiền bạc, sức khỏe, mọi thứ đã đến từ mối quan hệ hết á. Nên là chúng ta phải rèn luyện cho mình.
những cái mối quan hệ xung quanh là để yêu thương, là để biết ơn. Có bao nhiêu số các chị mấy ngày hôm nay mình đã bắt đầu rèn luyện những điều này để các chị comment tôi ạ. Thói quen thứ tư đó là sức khỏe nhiệm màu, là sức khỏe nhiệm màu. Chúng ta cũng cần phải biết ơn cái sức khỏe của mình, biết ơn bằng lối sống. Mỗi ngày thì ngoài cái việc mà các anh chị ăn đúng uống đủ vận động hợp lý ra, mình luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan tích cực yêu đời, thì chúng ta cũng cần phải gửi cái lời biết ơn tới cái cơ thể của mình, tới cái sức khỏe của mình, tới từng cái bộ phận bên trong cái cơ thể của mình. Nha các anh chị, mình biết ơn ngay cả khi mình đang khỏe mạnh nha. Tại vì khi mà mình đang khỏe mạnh mà mình biết ơn á, thì cái tình huống mới được sinh ra nó để giúp cho cơ thể của mình sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn. Tiếp theo cái ngày thứ năm, đó là tiền bạc nhiệm màu. Nghĩa là chúng ta cần phải chuyển đổi cái những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình luôn luôn đủ đầy về tiền bạc. Và một cái thói quen để giúp cho mình có thể đủ đầy về tiền bạc luyện, đó là những cái khi mà mình chi tiền, những khi mà mình chi tiền, nếu như mà các anh chị mong muốn cái tình huống đó nó sẽ trở thành cái tình huống thu hút tiền cho mình á, thì mình cần phải nghĩ về những cái lợi ích mà mình nhận được, về những cái sản phẩm và dịch vụ mà mình mua, mình chi trả, để cái cảm xúc của mình luôn nó luôn tích cực cái chị nha, thì một cái tình huống mới thu hút được nhiều tiền hơn được sinh ra và đến với cuộc đời của mình. Không biết là bao nhiêu số cái chị mấy ngày hôm nay vẫn rèn luyện cái điều này, comment tôi ạ. Mình đã qua cái thói quen ngày thứ sáu là phép màu trong công việc. Có nghĩa là mình mỗi ngày mình dành tới 8, 10, 12 tiếng để làm việc. Nên là thành ra mình cần phải biết ơn cái công việc mình đang làm. Mình làm, hãy nghĩ về nhờ cái công việc này mà cái cuộc sống của mình, gia đình của mình nó tuyệt vời như thế nào. Nên là mình làm việc bằng cái sự cống hiến, bằng yêu thương, bằng biết ơn với mỗi việc mình làm. Kể cả biết ơn với lại máy tính, điện thoại hay là đồng nghiệp của mình, sếp của mình, công ty của mình. Hai các anh chị, khi mà các anh chị biết ơn những gì mà mình đang có trong cái công việc thì công việc của các anh chị nó sẽ tốt hơn, nó sẽ thăng tiến nhanh hơn. Hoặc là nếu mà mình mong muốn có một cái công việc mới thì khi mà các anh chị biết ơn công việc cũ thì công việc mới được sinh ra nha, rất là vi diệu nha. Ngày hôm nay khi mà các anh chị làm việc mình có biết ơn công việc không ạ? Anh chị đã biết ơn công việc comment tôi ạ. Rồi, mình đã đi qua thói quen thứ bảy, đó là cánh cửa thoát khỏi cái sự không tích cực trong cuộc sống của mình. Khi mà mình cảm thấy là có một cái chuyện gì đó nó xảy ra mà mình không biết cách xử lý như thế nào hết, nó làm cho mình đang không có được tích cực, cảm xúc của mình đang không tích cực luôn, là mình biết được rằng là cảm xúc không tích cực là chuẩn bị thu hút điều không tích cực rồi đó. Nên là việc của mình đó là mình sẽ ứng dụng cái cánh cửa thoát khỏi cái sự không tích cực này bằng cách cái anh chị hình dung tưởng tượng cái sự việc đó nó đã được xử lý, đúng không ạ, nó đã được giải quyết và có cái kết quả mà các anh chị mong muốn luôn rồi. Sau đó mình gửi lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn là vì cái kết quả tuyệt diệu, đúng không, nó đã giúp cho các anh chị có được cái điều mình mong muốn rồi. Coi như là ngay lập tức mình xoay chuyển cái cảm xúc liền, khi mà cái cảm xúc bên trong của mình như thể là cái điều đó nó đã được hoàn thành rồi, nó đã đúng như những cái gì mà mình mong muốn rồi các anh chị, thì bên trong nó sẽ hiển lộ bên ngoài, vũ trụ sẽ sắp xếp đủ mọi cách, đúng không ạ, đủ mọi nguồn lực để giúp cho các anh chị xử lý được cái việc đó một cách trong một trật tự linh hiền. Quan trọng là mình phải luôn luôn tập trung vào kết quả mình muốn chứ không phải là tập trung vào vấn đề. Hai các anh chị ha, các anh chị comment tiếp diễn đấy ạ, đó là tập trung vào kết quả ạ. Đó là thói quen thứ bảy đó, mỗi ngày luôn, mỗi ngày mà thấy cái gì không hài lòng cái là bắt đầu phải hình dung tưởng tượng kết quả liền. Sau đó mình đã đi qua ngày thứ 8 là gia vị nhiệm màu. Mỗi ngày trước khi mình ăn uống thì mình cần phải rắc bụi phép màu vào thức ăn để thanh lọc đồ ăn đó, để mà giúp cho mình tỉnh thức trước khi ăn, cũng như là cơ hội để mà mình có thể gửi những cái lời biết ơn từ những cái con người tuyệt vời đã làm cho mình có những cái món ăn đó. Nghe chị ha, khi mà mình làm điều này thì không chỉ là tốt cho mình cho đi nhiều những cái cảm xúc tốt đẹp ra ngoài vũ trụ, thì mình thu hút những điều tốt đẹp
mà mình còn có thể giúp đỡ cho những cái người quý nhân của mình, họ cũng có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn luôn. Khi mình cho người khác cái gì, chính mình là người nhận lại cái đó, đúng không? Mấy ngày hôm nay các anh chị ăn, mình có rắc bụi phép màu trước khi ăn không ạ? Nhớ hướng dẫn cái này cho con cái này kia của mình luôn nha các anh chị nha. Sau đó mình đã đi qua ngày thứ 9 là 500 tiền bạc. Mình sẽ trở thành một cái thỏi 500 thu hút tiền bạc, đúng không ạ? Có nghĩa là các anh chị luôn biết ơn với tất cả cái số tiền mà mình đang có. Có thể là trước đây mình đã từng chưa có biết ơn, nên là thành ra là mình sẽ nghĩ về những cái trong quá khứ của mình đã từng nhận được rất nhiều những cái tiền bạc từ một ai đó mình chưa biết ơn, đúng không ạ? Mình quay về quá khứ để mà mình chữa lành quá khứ. Đó, sau đó là sao ạ? À, sau đó thì mình thay đổi lại những cái suy nghĩ niềm tin của mình luôn biết ơn tiền bạc hay gì ha. Thì đây là cái cách giúp cho mình có thể trở thành một khoản 500 thống tiền bạc. Tiếp theo đó là buổi phép thuật dành cho mọi người. Không những là mình có thể giúp cho mình còn có thể giúp được cho người khác. Các anh chị có thể là dùng cái buổi phép thuật này mà dành cho những cái con người xung quanh. Chẳng hạn như là những người phục vụ bàn các thứ ha, mình cũng gửi lời cảm ơn. Rồi chồng mình, con mình, gia đình của mình. Công ty của mình thì con trong cái doanh nghiệp của mình thì có những cái người đối tác, nhân viên các thứ. Thì các anh chị cũng có thể là rắc bụi phép màu cho họ được luôn, để giúp cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thay vì hồi xưa á, là mình nhìn họ, sau đó mình thấy tội quá, cái mình tưởng tượng ra những cái hoàn cảnh mà họ không có được tốt đẹp, đúng không? Xong rồi cái mình không vui, mình không có hạnh phúc. Thì cái điều đó nó chỉ làm cho cuộc sống mình thu hút thêm những điều tốt đẹp và thu hút thêm những điều không tích cực thôi. Và những cái con người đó không có mượn mình làm cái điều đó, đúng không ạ? Không giúp đỡ được thôi. Nha, chứ đừng có tưởng tượng cho người ta không đi lên. Thành ra là việc của mình là mình nhìn vào những con người tuyệt vời đó mà mình hình dung tưởng tượng rằng là họ đang có được những điều họ muốn rồi. Có được tiền tài, sức khỏe và hạnh phúc. Ngay lập tức là mình thay đổi lại cái cảm xúc bên trong liền. Với như mà mọi người xung quanh ha, thì khi mà mình thay đổi cái điều bên trong thì cái cuộc sống của mình đầu tiên là chính mình là cái người thu hút được những điều tốt đẹp, và sau đó các anh chị đó là những cái con người đó họ cũng cuộc sống của họ cũng sẽ bắt đầu được thay đổi. Hay lắm đó các chị, tại hồi xưa là Diễm cũng có cái thói quen là mình hay nhìn ai đó mà tội tội mình thấy thương, mình thấy thương đó các chị, thương xong cái mình không vui luôn đó. Nên là vì những cái thói quen mà nhỏ vậy thôi, nó làm cho mình hay thu hút những điều tích cực. À, thì chúng ta thay đổi lại thói quen. Mình đã qua thói quen thứ 11, đó là buổi sáng dậy mồng. Nên mình sẽ buổi sáng khi mà các anh chị thức dậy, đúng không? À, thì mình cần phải có những cái câu tuyên bố. Chẳng hạn như hôm nay tôi thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả một ngày. Sau đó các anh chị hình dung tưởng tượng mục tiêu của mình, mục tiêu 30 ngày. Mình nghe bài thôi miên. À, sau khi xong thì mình nở một nụ cười thật tươi, và cái anh chị bước chân xuống giường thì mình sẽ rèn luyện cho mình một cái lối sống tỉnh thức. Đó là mình làm cái gì thì mình đều biết ơn cái đó trong cái buổi sáng của mình. Khi mà buổi sáng đó các anh chị, mà buổi sáng mà các anh chị tỉnh thức luôn biết ơn, thì một cái ngày hôm đó mình sẽ thu hút được rất là nhiều những cái may mắn, công việc rất là suôn sẻ là đến với lại cái cuộc sống của mình nha. Từ bước đi cũng gửi lời cảm ơn, cho đến rửa mặt, cho đến đánh răng, cho đến mọi thứ mình cần phải sống tỉnh thức để mà mình biết ơn tất cả mọi thứ. Mình đã đi qua ngày số 12, đó là những con người nhiệm màu thay đổi cuộc đời của bạn. Có nghĩa là sao ạ? À, mình cần phải ghi nhận và biết ơn những cái con người tuyệt vời, những quý nhân đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình, giúp đỡ cho mình. Nhưng mà đôi khi là lâu quá rồi cái mình không nhớ nữa. Hoặc là hồi trước kia mình đã từng là được rất nhiều người giúp đỡ, nhưng mà vì lúc đó mình chưa có biết và lòng biết ơn á, thành ra là mình trơ trơ, hay là mình còn không có cảm ơn họ, mà mình còn chê ít chê nhiều, rồi không vui, không thoải mái, không hạnh phúc ha. Đó, chính vì cái điều đó làm cho mối quan hệ của mình với họ trở nên không được tốt đẹp. Có thể là bây giờ những mối quan hệ đó mình không còn liên hệ nữa, hay là rất là may mắn là hiện tại là những mối quan hệ đó vẫn còn trong cuộc đời của mình. Đó, thì mình còn phải học cái cách cái chị đó là mình luôn luôn biết ơn những cái người đã giúp đỡ cho mình trên cái hành trình cuộc đời này.
Thì chị hay những cái gì mà các anh chị cho đi thì mình sẽ nhận lại được nhiều hơn. Đây là cái thói quen rất là quan trọng. Ngày số 12. Sau đó mình đi qua ngày thứ 13, đó là hiện thực hóa mọi mơ ước. Nghĩa là các anh chị sẽ có một cái danh sách những cái mục tiêu của mình. Và mình sẽ sử dụng cái phương pháp các anh chị là mỗi ngày cho anh chị phải nuôi dưỡng cái hạt giống mục tiêu của mình bằng cách là mình hình dung tưởng tượng và các anh chị sống như thế đã đạt được rồi với lại cái danh sách mục tiêu của mình. Các anh chị có thể viết rằng là tôi rất là biết ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, hôm nay là ngày đấy, ngày tháng năm là cái gì đó, các anh chị có được cái gì đó, nếu mà trong tài khoản Techcombank hay là các anh chị đã sở hữu tài sản hay là này kia các chị nha, chung là khá là vi diệu. Cái chị bơm mới có là dịp có tầm khoảng 2 3 ngày nay, thường thường là trong tháng này là từ đầu tháng tới giờ cái chỗ mà hiện thực hóa mọi mơ ước nè là Diễm chỉ ghi mục tiêu về tài chính thôi, tiêu về tài chính thôi, xong rồi cái tự dưng cái mới ngày hôm qua hôm kia cái mình mới nhớ, tại vì cạnh là cách đây tầm khoảng 2 tháng trước là Diễm cũng vừa mới sở hữu 2 cái bất động sản rồi, nên là thành ra của mình cũng chưa suy nghĩ cái tới cái việc là mình sẽ sở hữu thêm, tự dưng cái qua hôm kia cái ngồi suy nghĩ ừ nhỉ, sao mình chỉ thực hiện thực hóa mà mơ ước mục tiêu tài chính ta, mình phải sở hữu thêm tài sản nữa chứ. Cái Diễm ghi vào cho cái cuốn sổ lòng biết ơn ấy, là mình sở hữu thêm một cái bất động sản sổ hồng mang tên mình à, mới ghi vậy thôi, ghi nhẹ nhàng vậy thôi, cái tự dưng cái tối hôm qua có một cái cuộc gọi và báo với Diễm rằng có một bất động sản khá là ngon, giá rất là hời. Và Diễm tính như thế nào nghe thấy ồ hay thế, mình cũng vừa ra quyết định, vừa ra quyết định 1 2 ngày gì đó, gì hay lắm, ví dụ lắm đó chị đó. Và ok trời ơi giá hời ngon vậy thì ok, một cái ví dụ dưới trời nổi da gà, có nghĩa là mình trả lời mà mình không phải suy nghĩ luôn á, tại vì mình mới bội phép màu sao nó hay quá ta, rất là hay luôn nha các anh chị nha, nó vi diệu kinh khủng khiếp luôn á nha. Cách đây vài tuần trước là khi mà Diễm không có ghi á là không có ai báo với mình gì hết trơn trọi, nhưng mà mình vừa ghi một cái, mình vừa ghi xuống một cái là trời ơi ngon lành cành đào luôn ha, vi diệu lắm mấy chị. Nói chung là nó cực kỳ vi diệu luôn, cái hiện thực hóa mọi mơ ước này nó rất là vi diệu nha. Nhưng là mỗi ngày á khi mà các anh chị ghi lòng biết ơn xong đúng không ạ, thường là Diễm á các anh chị mỗi lần mỗi ngày là Diễm ghi ít nhất là 10 điều, 10 điều mà mình biết ơn cuộc sống mình hiện tại và để mà mình nuôi dưỡng và mình có thể là có những điều đó nhiều hơn. Sau đó là Diễm sẽ bắt đầu ghi ra những cái danh sách mục tiêu của mình hiện thực hóa mọi mơ ước đó. Mà nó vi diệu lắm, và những cái gì mà mình ghi ra là đều có hết. Và trước đó mình ghi là mình sở hữu 2 bất động sản, cái tự dưng cái trong tháng đó có luôn ha, nó hay lắm đó chị. Tiếp theo là ngày số 14 nữa ạ. À, một ngày nhiệm màu. Một ngày nhiệm màu có nghĩa là nếu mà các anh chị mong muốn rằng là một cái ngày mới của mình ha, mà các anh chị luôn được đạt được mọi thứ mà các anh chị mong muốn theo cái ý của mình thì các anh chị cần phải biết rắc bụi phép màu cho cả một ngày mới. Chẳng hạn như là trước mỗi buổi sáng như thế này, các anh chị nhắm mắt lại và các anh chị hình dung tưởng tượng là trong ngày hôm nay là một ngày các anh chị nó đã diễn ra như thế nào, các anh chị đã có những cái thành công gì buổi sáng, buổi trưa và buổi tối về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Có nghĩa là các anh chị luôn nhớ giúp Diễm nào, đó là kết thúc mọi thứ ở bên trong tâm trí trước khi bắt đầu, kết thúc mọi thứ ở bên trong tâm trí trước khi bắt đầu. À, ngày mới cũng vậy, mình phải kết thúc nó bên trong tâm trí cái đã, muốn có cái gì về tiền, về sức khỏe, về mối quan hệ, về công việc, sau đó mới bắt đầu. Và trong mỗi cái hành động mà mình làm cũng vậy luôn, từ những việc nhỏ nhất mình phải biến cái thói quen này trở thành lối sống. Từ những việc nhỏ nhất đó là đánh răng thôi, đánh răng thì các anh chị mong muốn là khi mà đánh răng thì kết quả các anh chị nhận được là cái gì, khi mà các anh chị rửa mặt thì các anh chị phải biết được rằng là mình rửa mặt cái kết quả mình mong muốn đạt được là cái gì, khi mà các anh chị chạy xe đi làm thì các anh chị mong muốn rằng là cái kết quả mà mình chạy xe là cái gì, an toàn, khỏe mạnh, đường thông thoáng, đi đoàn đi đi đường toàn đèn xanh, rồi chẳng hạn vui vẻ hạnh phúc tới nơi an toàn. Khi mà mình bắt tay vào cái làm một cái công việc nào đó thì kết quả mình muốn là cái gì? Có bao nhiêu số các anh chị mấy ngày hôm nay đang rèn luyện điều này, các anh chị comment tôi ạ.
Trời, nó vi diệu lắm đó các anh chị nha. Vi diệu kinh khủng khiếp luôn. Khi mà các anh chị ứng dụng điều này đi, các anh chị mới thấy là trời ơi, phép màu. Có thể mà mình làm điều này nè, cái quý nhân phù trợ xuất hiện và giúp đỡ cho mình khá là nhiều để mình đạt được đúng mục tiêu mà mình đặt ra đó. Tiếp theo là ngày thứ 15, là phép màu cải thiện mối quan hệ. Đó, như Diệp nói với anh chị rằng là ví dụ như trước giờ vì mình không biết về lòng biết ơn, nên là thành ra là lỡ những mối quan hệ của mình nó đang không có hòa hợp rồi, thì bây giờ làm sao đây? Và cách đơn giản lắm các anh chị, đó là mình chỉ cần biết ơn lại thôi. À, mình hướng về cái con người tuyệt vời đó và mình ghi ra ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn ở họ. Không có ai đúng ai sai hết trơn. À, quan trọng là bây giờ mình cần phải gỡ bỏ đi những cái cảm xúc không có tích cực trong chính cái con người của mình. Gỡ bỏ đi. Đó. Gỡ bỏ cho mình và cho họ luôn thì các anh chị mới khỏe được. Tiền bạc mới về được, công việc của mình nó phát triển được. Và nếu như mình muốn hòa hợp với quan hệ họ thì chỉ cần là tập trung vào những điều mà mình biết ơn ở họ thôi. Cái chị cứ ghi xuống đi. Những cái sự chân thành của các anh chị, cái tần số mà cho đi sẽ đến trực tiếp với họ luôn. Và tự dưng cái mối quan hệ của mình sẽ được hòa hợp. Và mình đã đi qua nè, cái ngày thứ 16 đúng không ạ? Đó là phép màu điều kỳ diệu sức khỏe. Nha. Mình luôn luôn biết ơn sức khỏe của mình, từng cơ quan, bộ phận nội tạng trong cơ thể của mình. Và mình biết ơn cái sức khỏe của mình hiện tại đang có nè. Trong buổi sáng ngồi đây, nếu mà các chị đang ngồi được ở trên Zoom này là trời ơi, phải biết ơn lắm đó các anh chị. Vì có nhiều người á, buổi sáng người ta dậy còn không nổi nữa. Sáng á, có nhiều người người ta ao ước được được dậy một thêm một ngày nữa đó. Mà không có được đó. Nên là thành ra là ngày hôm nay mà mình vẫn còn ngồi đây có một sức khỏe rất là tốt như thế này. Thì mình cần phải ghi nhận và biết ơn. À, ngày hôm qua thì mình đã vừa đi qua tấm xét nhiệm màu rồi. Đây, thu hút tiền. Ở bí quyết thu hút tiền ứng dụng nha. Trời ơi, đây là cái bí quyết mà giúp Diễm thu hút tiền đó các anh chị. Hôm nay thì chúng ta đi qua cho sách nhiệm màu. Vậy thì á, tác giả chia sẻ với chúng ta như thế này nha chị. Thế giới này vốn nó tràn ngập những cái điều kỳ diệu đang chờ trí óc của ta đủ nhạy bén để nhìn thấy. Thật sự là như vậy. Phải là thật sự là mình phải đủ tỉnh thức. Đủ tỉnh thức nha các anh chị, thì các anh chị sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những điều kỳ diệu, và khi mà các anh chị tập trung tìm kiếm thì các anh chị mới thấy được. Còn nếu mà mình không có mình không có tập trung thì mình sẽ không có nhìn thấy. Vậy thì ở đây á, ngày hôm nay tác giả chia sẻ các anh chị thêm một công cụ ngày mới nữa nha. Đó là mỗi ngày á, thường á, nó sẽ có những cái vấn đề nhỏ nhặt xuất hiện trong cuộc sống và cần được giải quyết. Và chẳng hạn như các anh chị đang ngồi làm việc vui tươi, có một cái cuộc điện thoại báo cho các anh chị có một cái vấn đề nào đó. Thường á, là mọi thường khi á nha, là khi mà trong cuộc sống mình trong hàng ngày mà có gặp những cái những vấn đề nhỏ nhặt nào đó mà mình chưa có xử lý á, tự dưng cái cảm xúc mình không vui ngay. Đang vui đúng không, đang ngồi tơn tơn, đang vui vẻ, cái tự dưng cái nghe một cái điều gì đó không biết cách xử lý giờ sao hết, rồi cảm xúc nó được thay đổi. Và khi mà cái cảm xúc của mình thay đổi á, mình đang tự dưng đang vui chuyển sang không vui, thế là cái cơ thể của mình nó cũng không có năng lượng luôn. Và khi mà mình không vui thì sao ạ? À? Thì cái cuộc sống của mình nó lại càng không không tốt hơn, và những cái sự việc đó được mở rộng hơn theo cái cảm xúc của mình. Khi mà cảm xúc của mình không tích cực là những cái sự việc mà nó xảy ra nó lại càng không tích cực hơn. Nên chị nhớ giúp Diễm nha. Nên á, là thành ra là có thể là sao ạ? À? Ừ, có nhiều anh chị bảo rằng là tôi không có thể đủ thời gian để mà làm những cái việc cần thiết. Sao tôi thấy một ngày nó nhanh quá, xoay qua xoay lại tôi không đủ thời gian. À, hoặc là các anh chị thấy rằng là sao mà mình cảm thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ vì mỗi ngày chỉ có 24 giờ thôi. Hoặc là mình cảm thấy rất là choáng ngợp bởi khối lượng công việc của tôi nó nhiều quá. Hoặc là sao ạ, à? Mình không có nhiều cái thời gian rảnh hơn. Bạn muốn có nhiều thời gian rảnh hơn nhưng mà không thể tìm ra được cái khoảng nhàn rỗi nào. Cái này là Diễm hay nghe mà một số các anh chị than lắm nè. Em ơi, chị có thời gian rồi đó. Không, còn chị vừa con cái, chị vừa đi làm rồi này kia. Trời ơi, chị rất là mà mê có thời gian để học dùm cái thứ mà không có thời gian rồi đó. Đúng không? Thì ngày hôm nay các anh chị nghe điều này nha. Có thể là mình làm công việc nội trợ và chăm sóc dưỡng trẻ, mình cảm thấy là không có khỏe và kiệt sức. Nhưng mà mình lại không có thể tìm được giải pháp nào để có thời gian nghỉ ngơi. Hoặc là mình đối mặt với một cái vấn đề cần giải quyết nhưng mà lại không biết cách, không biết làm cách nào luôn.
Mình có thể là để quên một thứ gì đó nhưng mà mình đã cố gắng tìm kiếm nhưng mà không có thấy. À, chẳng hạn như là cái anh chị tìm thú cưng bảo mẫu, cái anh chị hoặc là cái chị có thể muốn tìm một thứ gì đó mà tìm tìm chưa ra. Mình muốn tìm kiếm một cái dịch vụ, một cái sản phẩm nào đó để giúp đỡ cho mình tìm chưa ra. Nói chung bất kỳ cái điều gì mà các anh chị cảm thấy là mình không có biết làm đó, giờ không biết làm sao. Hai các anh chị ha, thì dịp nói các anh chị rằng là hoặc là sao ạ, hoặc là mình đang trong tình huống không có dễ chịu vì đòi hỏi của người khác nhưng bạn không biết nên trả lời họ như thế nào cho hợp lý. Chẳng hạn như có ai đó gọi điện nhờ chị, các anh chị làm một việc gì đó mà các anh chị không thích làm điều đó mà mình từ chối thì mất lòng quá, người thân trong gia đình hay các thứ đúng không ạ, học giờ không biết phải trả lời sao đó. Hoặc là bạn có một cuộc tranh cãi với một ai đó nhưng vấn đề ấy không có được giải quyết mà ngày càng trở nên không tốt hơn ha. Bất kỳ một cái vấn đề nào xảy ra trong ngày của mình thì các anh chị có thể dùng cái phương pháp ngày hôm nay, đó là cái phương pháp danh sách nhiệm màu. Cái cách mà mình sẽ thực hành như này đó là các anh chị sẽ kết hợp cái sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn với luật hấp dẫn. Khi mà các anh chị kết hợp hai cái thứ này thì những cái con người, tình huống và sự kiện sẽ tự động thay đổi để thực hiện cái điều mà bạn muốn giúp cho bạn luôn. Bạn sẽ không biết nó xảy ra như thế nào đâu, hoặc là bằng cách nào đâu, bạn cũng không cần phải biết luôn. Điều mà bạn cần làm là thể hiện lòng biết ơn với cái điều mình muốn ngay vào lúc này, càng nhiều càng tốt, như thể bạn đã có được nó rồi. Và phép màu sẽ xuất hiện. Đơn giản vậy thôi. Hồi xưa khi mà Diễm chưa biết cái điều này các anh chị, trời ơi ta nói đủ thứ và khiến cho mình phải suy nghĩ, mình chưa có biết làm như nào á, cái nó làm cho cái tâm lý của mình nó không được vui. À, nhưng mà từ khi Diễm biết cái điều này các chị ha, thì chỉ cần khi mà mình nhận được một cái thông tin nào đó mà mình chưa biết cách xử lý này kia như thế nào thì Diễm đều sử dụng cái danh sách nhiệm màu hết. Mình ngồi thay vì cái cảm xúc mình không vui đúng không ạ, thì bắt đầu Diễm đã nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng, hình dung tưởng tượng rằng là mọi việc đã được sắp xếp được mà trong một trật tự linh thiêng, và giúp cho mình đạt được kết quả mình muốn rồi. Và mình tưởng tượng là ngay bây giờ, ngay lúc này cái việc đó nó đã có được cái kết quả như mình mong muốn. Mình đang vui như thế nào, mình đang hạnh phúc ra làm sao. Cơ thể của mình nó bình an, nó nhẹ nhàng. Và mình cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Hình dung tưởng tượng. Nghe chị, và sau khi hình dung tưởng tượng xong, cái tự dưng cái tâm trạng của mình nó vui, nó thoải mái, nó hạnh phúc lắm nghe anh chị. Và mình bắt tay vào cái công việc của mình. Hai cái chị ha, và khi mà Diễm ứng dụng điều này thì tất cả mọi lần cái sự việc nó đều ra đúng cái kết quả mà Diễm hình dung tưởng tượng luôn. Đôi khi á là Diễm bị quên vì không có nhớ. Đôi khi là mình trong cái công việc của mình á, mình bị cuốn theo cái công việc á, cái nhiều lúc mình không có nhớ tới, mình không có nhớ tới danh sách nhiệm màu. Có những cái việc á, cái mình không có thoải mái, cái mình để nguyên buổi sáng. Ta không có nhớ cái anh chị, không nhớ danh sách nhiệm màu. Mình mới ngồi suy nghĩ, ủa sao sáng giờ mình cảm thấy không tích cực vậy ta, cái mình nhớ mình có tiềm thức mà nhỉ. Mà trong lòng biết ơn có hướng dẫn cái phương pháp danh sách nhiệm màu mà ta, mà sao sáng giờ là không nhớ để ứng dụng. Đôi khi không nhớ đó. Nên Diễm hay dặn với các anh chị là mình phải ghi ra xong rồi các anh chị phải dán ở những nơi mà mình hay nhìn thấy nhất, đúng mà cứ mỗi khi mà mình có một cái chuyện gì đó mà mình chưa biết cách xử lý thì sao thì tới cái danh sách đó giờ coi coi mình sẽ ứng dụng được cái nào vào để mà mình nhớ mình ứng dụng, chứ không là mình không có nhớ, không nhớ thì lúc là uổng. Và khi mà Diễm nhớ ra thì sao, ôi giời ơi, chưa nhớ ứng dụng thôi đúng không, bắt đầu là nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng cái kết quả mình mong muốn, sau đó là ngay lập tức luôn các anh chị, cảm xúc của mình nó vui vẻ, nó hạnh phúc trở lại. Và Diễm nói với các anh chị là mọi chuyện được sắp xếp trong trật tự linh thiêng luôn và mình đạt đúng kết quả mình muốn, kể cả là mục tiêu của mình. Chẳng hạn như mình đặt ra mục tiêu mà mình thấy rằng qua 1 tuần rồi vẫn chưa thấy cái gì chẳng hạn vậy, bắt đầu bên trong của mình nó cảm thấy là nó hơi hồi hộp, nó hơi lo lắng các thứ, thì mình cũng phải dùng cái danh sách nhiệm màu. Các chị phải nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng là mình đã hoàn thành mục tiêu rồi anh chị nha, để mình thay đổi cái cảm xúc bên trong đi. Khi mà cảm xúc bên trong thay đổi tích cực, các chị cực kỳ tràn đầy năng lượng, cái trí não của mình rất là thông minh, rất là sáng suốt, rất là nhạy bén,
thu hút cho mình rất là nhiều những cái nguồn lực, mình hành động một cách mạnh mẽ và mình đạt mục tiêu. Đây là phương pháp cực kỳ hay và Diễm đã ứng dụng trong nhiều năm qua, nên anh chị cực kỳ tuyệt vời luôn, cả về mục tiêu, cả về những cái sự kiện nhỏ 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 nhặt trong ngày hoặc của người khác. Mà mình đang vui tươi tung tăng xong rồi có ai đó mang tới vấn đề cho mình mà vấn đề của họ có không ạ? À, chẳng hạn như người thân của các anh chị hay là bạn bè của các anh chị hay là đối tác của các anh chị đó, họ mang tới vấn đề cho mình, vấn đề của họ không họ không biết cách xử lý, họ mang tới cho mình luôn, là cái mình đang tung tăng vui vẻ cái này rồi giờ sao ta đúng à? Nhớ nha, ngay lập tức phải ứng dụng danh sách nhiệm màu ngay, cái chị rắc bụi phép màu phụ họ là xong rồi, cái chị rắc bụi phép màu phụ mà cái chị nhắm mắt lại và cái chị hình dung tưởng tượng là mọi thứ nó đã được sắp xếp trong một trong trật tự linh thiêng, và các anh chị nghe nghe họ gọi lại lần nữa và nói với các anh chị rằng là trời ơi, mọi thứ tuyệt vời lắm, mọi thứ đã được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng rồi, hay lắm, mình đã đạt được kết quả đó rồi. Có nghĩa là mình sẽ để mà mình đầu tiên là mình rắc bụi phép màu phụ, thứ hai là mình chuyển đổi cái cảm xúc của mình nha. Những ví dụ này nghe chị, ví dụ chẳng hạn như khi mà lên lên những buổi Zoom mà gặp các anh chị như thế này, chẳng hạn như là hồi tuần trước hồi tuần kia đó, ở trong cái Zoom mà thân tâm trí đó, Diễm có làm cho các anh chị một cái quy trình chữa lành cái đứa trẻ bên trong đó, đúng không? Cái chương trình 10 giờ sáng thân tâm trí đó, cái tự dưng cái chuẩn bị vào Zoom tầm khoảng 10 giờ 45 rồi, chuẩn bị vào Zoom cái nhận được một cuộc gọi từ thì Diễm kinh doanh mà đúng không, Diễm nhận được một cái cuộc gọi từ đối tác của mình và báo cho mình một cái vấn đề nào đó trong cái doanh nghiệp. Là các anh chị nghĩ đi, nhà lên Zoom thì tất nhiên là mình cần phải có một cái trạng thái tốt nhất, mình cần phải có một cái cảm xúc tốt nhất, một cái năng lượng nó phải tốt nhất các anh chị thì mình mới có thể là chia sẻ đúng không ạ, để có thể giúp đỡ được nhiều anh chị được. Thay vì hồi xưa á nha, là khi mà mình chuẩn bị làm cái việc gì đó mà mình nhận một cái tin gì đó mà nó không có được tích cực lắm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của mình. À, nhưng mà ngay lúc đó các anh chị, trong lúc mà mình biết rằng là mình chuẩn bị làm những cái việc rất là quan trọng, đó là lên Zoom gặp các anh chị đúng không ạ, thì Diễm đã nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng là cái sự việc đó mình vừa được nhận đó, Diễm đã hướng dẫn cho đối tác của mình cái cách để xử lý rồi, và mình hình dung tưởng tượng là mọi thứ nó đã được sắp xếp cho một trật tự linh thiêng và đã đạt được cái kết quả mà Diễm mong muốn. Sau đó Diễm nhận được một cái tin nhắn, đó là à, chị ơi, mọi thứ đã được xử lý xong rồi nha. Hình dung tưởng tượng cái gì nha. Đó, sau khi hình dung tưởng tượng xong, cảm giác vui vẻ hạnh phúc trở lại rồi, và tích cực trở lại. Bắt đầu lên Zoom gặp các anh chị rồi, lên đồng chia sẻ. Rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là tràn ngập năng lượng. Vì lý do vì sao các anh chị hỏi sao nha? Nhìn các anh chị trưởng nhóm câu lạc bộ, các anh chị lên ai cũng năng lượng các thứ. Nào, thứ nhất là do phần dinh dưỡng đúng không? Thứ hai đó là do mình biết cách chuyển hóa nha các anh chị nha, với cách chuyển hóa cái suy nghĩ cảm xúc của mình đó. Và sau khi mà Diễm Zoom xong đúng không ạ, thì Diễm nhận được cái tin nhắn từ cái người đối tác của mình bảo rằng là ok chị, mọi việc đã được xử lý xong, khỏe chưa, vui chưa, hạnh phúc chưa các anh chị. Mình vừa xuất hiện được trên cái hành trình mục tiêu của mình vừa đi rất là nhanh gọn lẹ đúng không ạ, và mọi thứ được sắp xếp cho một trật tự linh thiêng. Ứng dụng nha, rất hay luôn. Vậy thì hôm nay các anh chị hãy viết ra danh sách những điều cần làm, gồm những cái điều quan trọng nhất mà bạn muốn thực hiện hay là giải quyết mà mình chưa biết, là chưa có câu trả lời đó, thì hãy đặt tên danh sách ấy là danh sách nhiệm màu. Bạn có thể viết vào đó những cái việc mà bạn không có thời gian để làm hoặc là không muốn làm, kèm theo cái vấn đề hiện tại, từ những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày đến việc lớn hơn. Khi làm xong danh sách này, các anh chị hãy chọn ra 3 việc để mình tập trung trong ngày hôm nay. Lần lượt từng điều một, các anh chị hãy tưởng tượng rằng mỗi việc đều được thực hiện giúp cho bạn rồi. Hãy tưởng tượng rằng tất cả những con người, tình huống và sự kiện đều thay đổi để thực hiện việc đó giúp cho bạn. Và giờ đây nó đã được giải quyết, hoàn toàn ổn thỏa, hoàn toàn hợp lý và rất là trọn vẹn. Và mình đang thể hiện cái sự biết ơn to lớn với điều đó. Hình dung tưởng tượng mình đã đạt được kết quả và mình thể hiện cái lòng biết ơn anh chị nha. Và mình sẽ dành ra ít nhất là 1 phút cho mỗi việc trong số 3 cái việc ấy, tin tưởng rằng nó đã được thực hiện. Và lòng biết ơn, khi mà thể hiện lòng biết ơn thật nhiều
và các anh chị cùng cũng cần phải thể hiện cái lòng biết ơn thật nhiều, như thể là nó đã được xử lý xong. Ok ha. Rồi bây giờ thì Diễm và các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Nhờ mình trước lễ mở giúp Diễm ạ. Mở những cái thực hành ngày hôm nay. À, sẵn đây Diễm nhắc lịch cho các anh chị nha, các anh chị đó là chủ nhật tuần này. À, trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí thì mình sẽ được làm một cái quy trình, được là quy trình khai phá con người phi thường bên trong, để giúp cho các anh chị có thể ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Và chủ nhật này các anh chị cũng sẽ được chia sẻ, sau khi làm quy trình xong á, các anh chị sẽ được chia sẻ một cái công thức để giúp cho các anh chị có thể biến được mọi mục tiêu bên trong tâm trí trở thành sự thật. Đây là một cái quy trình cực kỳ quan trọng luôn, mà nếu mà anh chị muốn thành công à, thì chúng ta cần phải làm cái quy trình này chủ nhật trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí. Anh chị nào chúng ta đã tham gia thân tâm trí rồi thì chúng ta sắp xếp thời gian mình có mặt đầy đủ. Anh chị nào mà ở đây chúng ta chưa có tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí thì các anh chị cần phải tham gia nha. À, các anh chị hỏi trưởng nhóm của mình cái điều kiện để tham gia, các anh chị tham gia. Đúng mà thì Diễm, tại vì Diễm đi trên cái hành trình này các anh chị, Diễm tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí đúng mà, và lớp nhóm rèn luyện doanh nhân chúng ta hóa vàng. À, thì Diễm mới có được cái thành công ngày hôm nay, nên là thành ra Diễm sẽ hướng dẫn lại cho các anh chị, Diễm đi đường nào thì Diễm hướng dẫn cho các anh chị đường đó. Việc của các anh chị chỉ cần là mình học theo người thành công, mình ứng dụng, mình thành công luôn thôi cho nó nhanh, chứ mà đừng tự mò mẫm các anh chị, nó không có được nhanh cho các anh chị nha. Anh chị nào chưa tham gia thì chúng ta hỏi trưởng nhóm của mình cái điều kiện để các anh chị được tham gia, vì nếu mà các anh chị tham gia trong cái tuần này á, các anh chị còn được tặng thêm một cái vé offline, được coaching trực tiếp luôn, được mà được coaching trực tiếp từ doanh nhân chủ tịch Trịnh Quốc Huy. Trong tuần này thì các anh chị sẽ còn 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 có vé tặng nè, nhưng mà nếu mà các anh chị đợi qua tuần sau á, là bởi vì cái số lượng chương trình offline có hạn nên nó sẽ hết rất là nhanh. Nếu mà tuần sau mà đủ số lượng rồi á thì mình sẽ không có được tặng nữa ha. Anh chị nào ở đây mà chúng ta đã biết các anh chị có một sự khao khát muốn thay đổi cuộc sống thì hãy tham gia vào nhóm luyện thân tâm trí trong chủ nhật tuần này, để mình được làm cái quy trình khai phá con người phi thường bên trong nhà các anh chị nha.